Trung Quốc là một trong những quốc gia có nền sản xuất công nghiệp tăng trưởng tốc độ cao nhất thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng là nơi sản sinh ra lượng rác thải công nghiệp khổng lồ. Liên Hợp Quốc vừa công bố báo cáo về rác thải công nghiệp của Trung Quốc và cảnh báo tác động tiêu cực của nó tới môi trường nước này. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, kinh tế Trung Quốc hiện đang đã thải ra hơn 6 tỷ mét khối rác thải công nghiệp trong năm qua. Đây là mức cao nhất trong vòng lịch sử. Tuy tốc độ tăng trưởng rác thải của Trung Quốc liên tục tăng và dự đoán đến năm 2017, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nước tạo ra rác thải công nghiệp lớn nhất thế giới. Liên Hợp Quốc cảnh báo quy trình xử lý rác thải công nghiệp yếu kém tại phần lớn các tỉnh thành của Trung Quốc sẽ khiến cho tình trạng ô nhiễm không khí của nước này ngày càng trở nên tồi tệ hơn.